quay trở lại với channel của mình. Thì như các bạn có thể là biết hoặc là chưa biết á, thì các bạn có thể nghĩa là trong cái game này chuẩn bị có season 2, trong cái game là Destiny 2 như vậy. Thì điều này là như thế nào, có thật hay không? Thì ok, thì trước tiên thì mình phải vào cái phần post trước cái đàn. Phần post trước thì ổng nói là chúng tôi sẽ update bla 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 bạn như thế nào. Thì ở một video đó mình đã nói về cái phần này rồi. Thì ổng nói một á, làm việc liên tục trong cái game này và 2 đến 4 lần một tháng làm việc, cũng là làm việc liên tục, nhưng mà update vào 1 đến 2 tháng thì nó sẽ đồ họa tốt hơn một tí. Và không có làm về cái game ở Destiny nữa, sẽ làm được một cái game mới hoàn toàn. Thì thằng nào cũng có A đó. Thì ông sẽ update liên tục luôn. Nhưng mà ông nói là tôi biết là nhiều người muốn tôi làm trong cái game này, nhưng mà tôi thề rằng á, tôi sẽ làm cái điều đó nếu như mà nó win. Đấy, có nghĩa là ông thề rằng là ông sẽ làm cái điều A nha các bạn. Bây giờ cái điều A này những cái boss phát ông không ông không có gọi là tự hào mấy về cái game và game HD. Và ổng nghĩ là ổng sẽ làm tốt hơn về những cái game tốt hơn, một game mới tốt hơn. Ông nói là nó sẽ cực kỳ đơn giản để tạo ra một cái game tốt hơn và có thể fix tất cả mọi thứ với cái game Current là cái gì ta, quên mất tiêu rồi. Rồi Work là ông sẽ làm việc trong cái game HD, và trong cái game HD mới thì hình như vậy, hình như cái khúc này là HD mới á, sẽ nhiều hơn nữa. Và ông sẽ làm cho ông vui hơn cái kiểu. Thì và điều đó ông sẽ làm cho ông vui hơn. Xong á thì ông chắc chắn không thể làm cái A rồi, mặc dù không ao ước thì cũng làm cái C hơn. Và ngày hôm qua thì ông có nói một câu là bạn muốn cái nào trong cái anime game, cái R6 với R15 là sao? Thì cái R6 với R15 á, R6 thì là những cái khớp các bạn. Thì nếu mà R6 thì nó xấu hơn ha. Những cái chuyển động của nó sẽ là không có khớp. Trong khi cái tay á, thì cái tay của nó chỉ là một cái tay liên tục thôi, dù cho ông di chuyển không là animation cái gì thì nó sẽ lấy nguyên một cánh tay. Còn cái R15 á, thì nó sẽ có những cái khớp như là cổ tay nè, khỉu tay, rồi cái vai, rồi cái đầu gối, cái bàn chân, rồi cái khớp cái xương chậu, rồi cái kiểu thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Đấy, thì vậy thì sẽ animation sẽ đẹp hơn một chút xíu. Thì các bạn có thể để ý trong cái phần này nè, và mình sẽ chứng minh các bạn có thật là nó có game ở Destiny 2 hay không. Đây chính là cái game ở Destiny nha. Đây, thật sự luôn nè. Đây, 7.000 mấy người chơi là chắc chắn đúng rồi đó. Thì nó tạo bởi cái Wrongful Studio. Các bạn trong đây giúp mình nha. Thì cái chủ Wrongful Studio này chính là ông Shin 21/3/07. Hình như ông sinh ngày 21/10/3 năm 2007 á. Có thể vậy, nên ông đặt vậy nè. Thì ông đây, thực sự đây là có luôn. Nhưng mà thật ra trong game này á, nó cũng chưa có gì đâu, mặc dù cũng khá là nhiều người visit rồi. Hôm qua bạn mình cũng vô thử rồi, nó chỉ có một cái cục đá gì không. Các bạn có thể vô trải nghiệm nha các bạn. Mình thì mình không thích trải nghiệm mấy game sao sao lắm. Ok, vậy đó là video của mình nha. Thật sự là nó có game ở Destiny 2, nhưng mà mình vẫn chưa chắc là ông có update hay không. Hay là ông sẽ vẫn sẽ làm cái game này đến khi nào game này dead thì ông mới làm cái game mới hả? Không có biết nữa. Ok, đó là video của mình. Thôi mọi người nha.